Đại diện Vietnam Airlines Group, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco thông tin các hãng hàng không tiếp tục tăng thêm 224.000 chỗ, tương ứng hơn 1.500 chuyến bay dịp cao điểm Tết từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Theo đó, các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay nội địa giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2022, Vietnam Airlines Group đã công bố tăng tải lần 1 phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cao điểm Tết, với tổng số ghế cung ứng toàn mạng nội địa và quốc tế lên tới hàng triệu ghế. Phía hãng cho biết lượng khách đặt vé tăng trưởng nhanh trong những ngày giáp Tết, đặc biệt hành khách có xu hướng đặt hành trình có ngày khởi hành bay sớm hơn so với các năm trước. Các hãng lưu ý, để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, hành khách chủ động làm thủ tục trước chuyến bay check-in qua website, ứng dụng di động và tuân thủ các quy định về số cân, số kiện hành lý xách tay, hành lý ký gửi. Hành khách cần có mặt làm thủ tục ở sân bay 2 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 3 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế. Hành khách lưu ý kiểm tra hành lý ký gửi sau khi hạ cánh để đảm bảo không bỏ quên hoặc lấy nhầm hành lý của hành khách khác. Để phòng tránh mua phải vé giả, vé chưa được xác nhận chỗ, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách mua vé trên website, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức của hãng.